Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Giang TV, kênh chuyên review về bất động sản tại Nha Trang. Thì hôm nay trong quá trình đi review bất động sản Nha Trang thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem một khu đất ở thôn Phú Trung thuộc xã Vĩnh Thạnh. Phù hợp với các anh chị nào mà muốn có công tác ở gần đây, muốn sinh sống định cư ở đây. Đây. Bây giờ mình cùng tới xem đồ đất. Đây cái vị trí đồ đất. Tin về lô đất, thông tin cho các bạn như sau là lô đất có diện tích là 106,5 m², lô đất hiện tại là hai mặt tiền trước sau nha các bạn, ngang 5, mặt tiền này 5 m, mặt tiền kia cũng 5 m luôn, 106,5 m², sổ đỏ thổ cư 100%. Lô đất này hiện đang bán được bán với giá là 13,5 triệu m². Hai mặt tiền trước sau. Đây, đường hiện trạng này, bê tông 5 m. Cái con đường bên kia cũng là đường bê tông 5 m luôn. Đó, thì như các bạn thấy đây. Khu dân cư rất là đông đúc. Hồi nãy mình có đi một vòng bán kính 500 m² xung quanh lô đất này. 500 m, bán kính 500 m xung quanh lô đất. Thì lô đất rất là gần các cái tiện ích như sau. Đây rất là gần chợ ga, Thái Vinh, ủy ban nhân dân xã, trường học cái cấp, nói chung rất là gần. Và trước mặt các bạn đây là một con đường, tương lai là sẽ mở một con đường 30 m. Tất nhiên là không phạm về lô đất của mình rồi. Đây, con đường này tương lai là con đường 30 m, đối diện đó sẽ là một cái khu trung tâm thể dục thể thao để được tỉnh quy hoạch rồi. Các bạn có thấy xe cái kia là con đường đó là con đường nối thông với hương lộ 45 và đường 23/10, giao thông rất là thông thoáng. Chúng ta có thể di chuyển từ chợ ga đi tới ủy ban dân xã rồi con đường cua vào để tới lô đất, mà không chúng ta có thể di chuyển qua con đường kia. Nếu không thì thông thoáng thuận tiện. Mình xin nhắc lại là lô đất này là có diện tích là 106,5 m², hai mặt tiền trước sau, mặt tiền này 5 m, mặt tiền kia cũng 5 m, đường bê tông bên kia cũng 5 m luôn. Có nghĩa là hai mặt tiền là một hướng là đông bắc, hướng là tây nam. Anh chị phù hợp hướng nào thì mình xây nhà theo hướng đó. Xung quanh đây thì mình cũng đi một vòng thử rồi thì rất là nhiều ngôi nhà mới, biệt thự nè, nói chung là dân cư rất là đông đúc, chợ, trường học, ủy ban xã rất là gần. Mà gần cái chợ ga thì mình thấy là một cái chợ khu vực khá là lớn trên khu vực này. Đây. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa đường hiện trạng. Ở tương lai sẽ là có một con đường 30 m. Tương lai ở đây sẽ mở một con đường 30 m đi ngang qua lô đất mình luôn nha. Anh chị đang công tác ở đây, đang công tác ở gần đây, muốn tìm một lô đất để an cư lạc nghiệp thì liên hệ với tụi em. Ok, cảm ơn anh chị đã xem clip. Nhớ like và subscribe để làm động lực cho tụi em ra những clip nữa. Anh chị nào quan tâm lô đất này, muốn đi xem lô đất này, muốn tìm hiểu thông tin kỹ hơn như thế nào đó thì vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới phần mô tả. Em xin cảm ơn.